một cái làn hơi thật là dài mà vừa mới hát xong mà nhảy xong nữa thì nói chuyện mà quý vị thấy mà cái giọng nó cứ cà giật gì nè, thì làm sao mà hát cải lương đây. Yên tâm, để em chữa cho. Trong quá trình mà anh phục hồi hơi thì chúng ta sẽ xem anh Thanh Duy, tại vì anh Thanh Duy của chúng ta nha, giỏi lắm nha, vừa làm ca sĩ vừa diễn viên mình bóng đá trơn, thì ngày hôm nay trên sân khấu này anh sẽ làm người mẫu. Trong lúc mà anh nghỉ mệt tới xả hơi á, sẵn có hai chiếc xe đẹp quá trời đất luôn, mình đứng mình tạo dáng 2-3 để người ta chụp hình đi anh. Em thấy khán giả đang cầm máy điện thoại quá trời kìa. Rồi giờ mình chụp với chiếc nào? Dạ em bây giờ mình chụp với chiếc nào nhỉ? Răng đờ à? Răng đờ. Rồi chụp với chiếc này. Xíu xíu hết này. Rồi xin mời. Hãy tạo dáng cho nó giống người mẫu nha. Đổi dáng. Đổi đây là kiểu tấn công lộ hàng nha. Rồi bây giờ tại em đó lấy hơi lại chưa? Rồi thôi hát tặng cho quý vị một câu vọng cổ nha, dưới miền Tây chắc thích hát nghe vọng cổ đúng không ạ? Rồi đây chắc các cô các chị sẽ thích. Rồi, còn các em nhỏ này không thích lắm đúng không? Thích không? Thích mà. Rồi đẹp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xanh nên đừng quên bên đò ngang sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Anh đi luôn đây. Vô duyên dễ sợ. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều và chắc chắn rằng bây giờ chắc chắn là những phần quà âm nhạc tiếp tục sẽ được gửi đến mọi người ha. Giơ tay Thanh Duy cái nữa đi nè. Trước khi hát thì Thanh Duy muốn xin được cảm ơn tất cả những khán giả đã đến đây và ủng hộ cho chương trình.